Em xinh quá. Với lại nụ cười cũng dễ thương. Có gì? Trời, thấy tay này còn yếu hơn tay cổ nữa đó. Tay cổ làm còn mạnh bảo hơn nữa đó. Được không em? Vô không? Dạ được, dạ được. Em không? Mình cũng cần mà đúng không dạ em? Dạ đúng rồi. Em mốt đi làm gì mệt, có bạn trai bắt xa tấm lưng đỡ lắm chứ. Dạ rồi, em cảm ơn. À dạ, chào chị Tường cũng như là chào bạn nữ ạ. À. Em tên là Sĩ Phú, sinh năm 96. Hiện tại đang là nhân viên văn phòng, sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Sĩ Phú là quê ở đâu em? Dạ em quê ở Sài Gòn. À, mình làm cái công việc lâu chưa? Cụ thể là làm gì? Dạ em là nhân viên văn phòng, chuyên ngành của em là phân tích dữ liệu. À, rồi gia đình mình đông anh chị em không? À dạ ba mẹ em thì có 4 người con. Em là thứ ba, hai người chị và có một người em gái. Tất cả đều cả có chồng và có gia đình rồi. Vậy là con trai một phải không? Dạ. Rồi. À, điểm mạnh điểm yếu của Phú là cái gì nè? Điểm mạnh của em là hòa đồng, và khi mà đã thân với một ai đó thì sẽ chơi hết mình đó. Trong công việc thì em là một người làm rất là đủ chỉ tiêu, cũng như là những công việc hoàn thành đúng tiến độ xếp giao ạ. Còn về phần điểm yếu thì đôi khi có những ngày em ít nói ạ. Vậy tại sao có những ngày ít nói? Thực dạng là có những ngày mà tâm trạng của mình buồn buồn hoặc là mệt mệt thì có thể em sẽ không nói cả ngày luôn. Còn ngoài ra những cái giờ làm việc bận rộn thì giải trí của em là gì? Công việc của em cũng khá là bận. Chủ yếu thời gian rảnh của em là vào thứ bảy và chủ nhật. Em thường hay đi cà phê với lại bạn bè hoặc là đọc sách. Cuối tuần thì em sẽ đi lễ và ăn cơm gia đình. Rồi tới phiên em. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Võ Thị Kiều Diễm, năm nay em 21 tuổi. Wow, bằng con gái chị. Rồi em hiện là sinh viên năm 3 của trường học giao thông vận tải. Và em quê quán là ở Gia Lai. Hiện tại thì em còn đi học và đang kiểu là làm bên cái quản trị nhân sự cho công ty của cậu em. Còn về ưu nhược điểm của em là, về ưu điểm thì em hòa đồng, vui vẻ và khá là thân thiện với mọi người. Còn về nhược điểm thì em có phần hơi thẳng tính, đôi khi nó cũng làm mất lòng người khác, cũng nhiều người ghét em. Dạ. Với lại em có gì nói đó là thẳng lắm, thành cũng nhiều người ghét em, đó là nhược điểm của em. Thôi nếu mà mình đã biết nhược điểm thì mình phải cố hoàn thiện, cải thiện bản thân một chút xíu. Thật ra chị tôi thấy nhiều bạn trẻ tánh tôi vậy tại tôi thẳng tính, mà biết đó là khuyết điểm mà không chịu sửa. Tại vì thí dụ như giống như chị đi, chị già rồi thì bây giờ tôi thẳng tính thì còn được, tại vì dù sao mình cũng đã có những cái thành tựu, mình những cái địa vị có vai vế rồi, thì thôi mình thẳng thắn, ai chơi được mình chơi, không chơi được thôi. Nhưng mà các bạn là các bạn trẻ, là mình còn phải học tập, mà mình còn phải cải thiện, mình phải hoàn thiện bản thân, tại vì mình còn phải đi làm rồi này kia nữa để mình khẳng định chính mình. Mà đôi lúc cái thẳng tính đó đó, em đã biết nó là khuyết điểm là em biết rồi, nó có hại nhiều lắm. Thẳng quá là người ta né mình hết. Mình thẳng quá vô giả tỷ gì đồng nghiệp mình làm sai chút đó, mà sếp mình chật cái gì mình cũng sửa lưng sếp, là mặc dù thẳng tính thiệt. Sửa đúng nhưng mà đương nhiên là ông sếp ghét mình liền. Dạ đúng rồi. Mấy đứa kia nó ngọt ngọt không là sếp được thương. Mình ở đây không phải là mình nịnh nọt, nhưng mà đôi lúc là mình phải dùng cái từ là khéo. Ngày đẹp trời tự nhiên tôi mới vừa vô bà chủ đẹp, cái dù mặc dù tôi mập thiệt, cái nhân viên tôi nói trời ơi chị Tường nay mặc cái áo dài màu đỏ đẹp quá, nhưng mà như cái eo hình như chị hơi như mỡ hơi mập ha. Mỡ hơi mập ha. Nó nói thiệt hay nó nói dễ, nó nói sai? Nó nói thiệt. Nhưng mà quế không? Quế. Quế chứ. Buồn. Đó, cho nên là vậy chi. Cho nên có những cái không cần phải thẳng. Rồi, rút kinh nghiệm. Lúc rảnh rỗi thì làm gì? Dạ, lúc rảnh rỗi thì em hay đọc sách, hay nghe nhạc. Không thì đi cà phê với bạn bè vậy đó. Thể loại nhạc em nghe là thể loại nhạc gì? Dạ, em hay nghe K-pop với lại UK. Ngoài ra em còn thích cái gì nữa? Dạ, em thích nuôi cá, trồng rau cùng với bố mẹ. Có sở thích nuôi thú cưng hay là nuôi cá, nuôi kiển, như chăm sóc cây kiển gì không? Rồi, bây giờ mình sẽ tâm sự với nhau một chút xíu, chia sẻ một chút xíu về tình trường nha. Đây trước đi, tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Đến bây giờ em trải qua một mối tình. Thời sinh viên em đi làm thêm và gặp bạn nữ, và mối tình có kéo dài 1 năm. Sau khi mà cả hai không còn làm ở chỗ đó nữa thì dần dần ít liên lạc với nhau. Dạ, cho nên dần dần xa cách. Lúc đó bản thân của mình cũng còn trẻ, cho nên có những cái mà mình suy nghĩ chưa tới, cho nên khó có thông cảm với nhau được. Sao tới giờ luôn mấy năm cũng chưa có gì?
Thì đến hiện tại bây giờ thì cũng 4-5 năm, nhưng mà em cũng có đi uống cà phê hoặc là đi uống đi tìm hiểu một vài bạn nữ, nhưng mà về quan niệm sống cũng như là về cách nói chuyện em có thấy là chưa hợp, cho nên tính đến hiện tại luôn. Thế bây giờ mình muốn tìm một cái người trong tương lai là mình người như thế nào? Dạ, thì trước hết thì em mong muốn là tìm được một bạn nữ nói chuyện dễ thương và hợp với em, và cũng có một chút hiếu thảo với lại cha mẹ. Cũng giống như là chị thấy là em nghĩ lại ba em thì ba em chủ yếu là nơi đi có ba. Dạ, em cũng có tâm sự và ba em cũng có chia sẻ là ba em thích người miền Trung vì họ chịu khó là cần cù. Nãy em nói em người miền nào chị quên mất tiêu rồi. Dạ em miền Tây mà miền... Tây Nguyên. À Tây mà Tây Nguyên, Tây Nguyên là cũng miền Trung rồi đó, giáp cái Trung là miền Trung rồi đó. Dạ. Còn chứ có tiêu chí về vóc dáng hay là gương mặt hay là có những điều gì mình không thích ở một người bạn nữ không? Về ngoại hình thì em thích một bạn nữ cân đối vừa người, và nếu được thì tóc dài và cùng đạo với em để mà chủ nhật cả hai có thể đi nhà thờ. Em có đạo không? Dạ có. Có hả? Trời may quá, trước mắt là nó cũng hợp, cái đó nó cũng đỡ. Còn Diễm thì sao, tình trường của mình như thế nào? Dạ em thì từ nhỏ giờ luôn á là chưa có một mối tình nào hết á, Không lẽ đi học mà chưa ai chọc ghẹo không ai hay là cũng không dòm ngó anh nào? Dạ kiểu em đi học là em chỉ đi học thôi à, chứ không có để ý do mẹ dặn là mày làm sao đó mày làm, chứ đi học mà bồ bịch này kia là không có chịu đâu nha. Dạ thành thôi em cũng kệ, mặc kệ ai nói là chị ra làm thì em cứ học thôi à. Nhưng mà bây giờ em là mới có 21 tuổi á, còn rất là trẻ, như vậy thì em có bao giờ em nghĩ em định là trong cuộc đời mình vạch kế hoạch là khoảng bao nhiêu tuổi thì mình sẽ lấy chồng không, sinh con đồ? Dạ theo lời mẹ em nói là mày lo mày lấy chồng đi, chứ 25 tuổi hồi đó là tao lo tao lấy rồi đó. Dạ thành mẹ cũng hơi hối, là kêu thôi để chắc là 25 tuổi. Giờ cũng 3-4 năm nữa. Ý em sao? Nếu như mà cả hai thực sự yêu nhau thì em thấy khoảng thời gian đó là được. Quá đẹp luôn á chứ. Dạ. Em có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Dạ về hình mẫu lý tưởng thì bạn trai cao hơn em. Em cao nhiêu? Em cao 1m65. Chết cha, cao quá. Hơn chị, em 1m7. Với lại là đừng có hút thuốc. Dạ không ạ. Uống biết uống rượu bia nhưng mà uống ít thôi là được. Với lại biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, với lại biết quan tâm mọi người nữa là xong. Rồi, thế bây giờ chị sẽ cho hai bạn đoán thử coi. Mình nhìn hình mình đoán xem hôm nay mình đang trò chuyện với một người như thế nào nha. Lê Đình Sĩ Phú, 26 tuổi. Võ Kiều Diễm, 21 tuổi, nhìn đi. Đó, chồng đến đeo kính để cho. À vậy hả, có đeo kính đó hả? Đúng hả? Chắc không? Rồi, 2, 3. Mời các bạn hãy nhìn về cánh cửa tình yêu Speak Couple để xem. 3. Đúng rồi. Đúng không? Ủa cô đó đúng á hả? Tao đem coi. Dạ không. Tào lao. Gì? Này hả? Dạ đúng rồi. Tôi cũng biết chơi chết liền anh luôn. Anh này hả anh? Không phải. Rồi chơi sai bét luôn. Thôi bây giờ thì chị Tường sẽ hỏi bạn một vài câu rồi mời các bạn ăn một bữa cơm cùng với chương trình. Ủa, tặng quà. Dạ. Tặng quà luôn, không cần đi qua. Không, tặng em. Em cảm ơn anh. Anh thích đọc sách đúng không ạ? Ừ. À đây, sách của anh. Sách gì vậy? Nội dung? Về sự sống một cách tĩnh lặng á chị. Trời đất ơi, ổng tĩnh lặng một ngày ổng có thể chưa mở miệng nói chuyện luôn. Cảm nhận đầu tiên của em khi mà nhìn thấy Diễm như thế nào? Bạn nữ xinh. Trời ơi, đầu năm hoa lá xôn xao liền ha. Quá trời luôn. Còn em, cảm xúc của em như thế nào khi mà nhìn thấy anh chàng ngồi đối diện với mình? Dạ, bạn nam nhìn có vẻ cũng được. Với lại có vẻ hơi văn phòng ha. Cái kiểu mà một cái âm hưởng gì đó. Âm hưởng. Âm hưởng nhạc bolero. Cái nét như dân văn phòng. Thôi, bây giờ dạ. Thì mình tìm hiểu nhau thêm một chút xíu. Một hai cái nói chuyện hay là nhìn nhau thì nó cũng chưa đủ để cảm nhận. Cho chuyện vui vẻ, thoải mái. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Nhận lần đầu tiên gặp mặt á, anh có cảm nhận gì về em? Thì nãy nói em xinh quá. Với lại nụ cười cũng dễ thương.
có duyên mình đến với nhau thì kế hoạch của anh như thế nào? Mình trước mắt là tìm hiểu trước, nếu như hợp thì giống như nãy thì em nói á, 4 năm hoặc là 5 năm nữa mình có thể tiến tới xa hơn nếu như mà họ hợp nhau. Anh ở đây luôn hả? Anh ở quận mấy? Anh ở Gò Vấp. À, anh có câu hỏi gì muốn đặt cho em không? Chị em bên này là em ở chỗ nào? Dạ em ở Bình Thạnh anh. À ở Bình Thạnh. Từ Bình Thạnh qua Gò Vấp chắc cũng gần ha. Ừ, chính xác, rất là gần đúng không? Vậy là chủ yếu là em đi học và chủ yếu. Dạ. Hiện tại bây giờ là em đang là năm 3 chứ không? Dạ năm 3 đúng rồi. Vậy thì nếu như mà cũng kế hoạch thì sẽ là năm sau ra trường. Dạ đúng rồi. Ừ. Năm sau ra trường rồi xin việc các thứ nữa. Nhưng mà nếu như không có công việc thì em xin cho công ty của cậu em làm luôn cũng được. Vậy thì thứ bảy chủ nhật em rảnh chứ hả? Dạ, nói chung em cũng làm hết rồi chứ em có rảnh. Nếu như mà anh nói trước thì em có thời gian sắp xếp được, chứ mà nói tới rảnh thì em không, em ít lắm. Như nãy chia sẻ đó là công việc của anh từ thứ hai tới bảy. À thứ bảy anh làm cách tuần, một ngày làm ngày nghỉ. Thì đa số sẽ rảnh vào thứ bảy chủ nhật á. Thì nếu vượt thì hy vọng là thứ bảy chủ nhật mình có thể cùng nhau đi vô gói để mà tìm hiểu với nhau. Thì cũng được, trong công ty không có nữ ha? Thực chất thì công ty anh có nhiều bạn nữ á. Nhưng mà thứ nhất á là anh không có muốn quen người trong công ty. À. Thứ hai là mấy bạn nữ công ty anh cũng còn trẻ con, ham chơi lắm cho nên chưa nghĩ tới chuyện lâu dài. Chắc bằng nữa, chắc cũng bằng tuổi em chứ nhiều đâu. À, đa số là trên Z thôi. À, đúng rồi. Chủ yếu là 99-2K là chủ yếu. Dạ. Ừ. Chắc hết giờ. Đây, em đọc trước, bạn này đọc sau. Đọc lên cho đối phương để đối phương thực hiện. Nếu biết người yêu bạn nhắn tin tâm sự với người yêu cũ bạn, bạn sẽ làm gì? Gọi khó. Khó người ta mới hỏi. Trời đất. Nếu như mà thực sự cái tình huống có xảy ra thì em sẽ gặp mặt để mà nói chuyện bạn nữ trước. Có thể là mối quan hệ đang có vấn đề. Dạ. Có mà... sao mà nó không tâm sự với mình mới tâm sự với thằng kia. À, coi lại mình đi. Dạ, chính xác ạ. À. Nếu như mà trong khả năng em có thể thì em hoàn toàn có thể thay đổi cũng như là làm tốt hơn những điều mà mình đang còn thiếu sót. Còn trường hợp giả sử trường hợp xấu xảy ra là bạn nữ đó vẫn còn mối quan hệ với người cũ thì thật sự là lúc đó là em sẽ coi thử coi sau này tương lai hai đứa sẽ như thế nào, có thể hòa giải được chuyện này không. Nếu như không thì như thế nào đó thì cả hai có thể tự dàn xếp với nhau. Dàn xếp là sao? Dàn xếp thế nào? Cả hai không còn tình cảm với đối phương nữa thì nên tìm một người mới. Nên tìm một người mới. Có nghĩa là trước tiên mình cũng phải tìm hiểu coi lại chính mình trước, rồi cũng tìm hiểu tâm tư nguyện vọng bạn gái, rồi cũng hòa giải núm níu, mà không được nữa là thôi chia tay, giải tán mưu sinh, dứt khoát rõ ràng. Sao thấy ý của anh vậy thì ý của em thì em như thế nào? Nếu ngược lại em phát hiện bạn trai của mình nhắn tin với bạn gái cũ thì em sao? Chắc là cũng có cái gì khúc mắc ở đó thì mới nhắn lại. Em chấp nhận tha thứ một lần. Em chấp nhận tha thứ một lần. Dạ. Nếu như mà lần thứ hai như vậy nữa thì đường ai nấy đi thôi. À, có nghĩa là cũng sẽ cho một cái hướng để giải quyết, hỏi coi như thế nào. Dạ đúng rồi. Tha thứ. Dạ. Chà, toàn là những con người rộng lượng không à. Vỗ tay cho các bạn trẻ rất là rộng lượng. Rồi tới phiên em. Học lên, lớn lên. Gì? Gì mà cười vậy? Chọn hành động sau đây để có phương thực hiện. Một là hôn má. Hai là bồng nghiêng một vòng. Ba là massage cổ vai gáy tự do. Lựa đi. Em á, chọn đi. Dạ, massage cổ vai gáy tự do. Mời em. Em cũng nghĩ vậy. Em cũng nghĩ vậy hả? Sao không kêu người ta bồng mình đi vòng thử sức khỏe. Tội ảnh chị. Rồi qua đây. Rồi hưởng thụ đi. Trời ơi, cái ba tay bắt massage mạnh. Là hơi bị đã nha. À, mạnh bạo dữ ha. Hưởng thụ. Giờ em cũng hay massage cho bố mẹ em nha. Oh. Sao em cảm nhận như thế nào em phát biểu đi chứ. À thích chị. Dạ, cái tay này cũng có nghề quá ha. Được ha. Dạ. Mốt về làm cho ba kìa. Trời, ba dưới nghe thích, nghe con tay thích cái ba cũng khoái luôn dưới kìa. Đừng có ai massage cho em không? Dạ chưa vậy. Nay lần đầu tiên cảm nhận thấy sao? Dạ em cảm nhận thấy bạn nữ có tay nghề và có thể xoa dịu mệt mỏi sau một ngày đi làm. Ủa sao dịu mệt mỏi sao xong thấy có vẻ còn duỗi vai ra coi thoải mái mà sao rút vai lên vậy. Rồi bây giờ mời em qua massage lại cho anh ta coi được không? Ủa nam nữ bình đẳng, người ta đi làm gì cũng mệt vậy. Không, nhưng mà em sợ bạn nghĩ ngại,
đâu có gì đâu, mắt sắp cổ thôi dạ, mà bình thường khỏe có gì đâu. Mời em à, không mình cũng phải có cảm nhận hưởng thụ chứ. Trời, thấy tay này còn yếu hơn tay cổ nữa đó, tay cổ làm còn mạnh bảo hơn nữa đó. Được không em? Vô dạ được, dạ được em không? Mình cũng cần mà đúng không dạ, em? Dạ đúng rồi. Em mốt đi làm gì mệt, có bạn trai bắt xa tấm lưng đỡ lắm chứ. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, được. Quê ha, đồng đủ ha. Rồi, à, ngày hôm nay là có bác trai ha, là ba của em trai đi theo. Thì bây giờ mời bác vào trong này. Tôi kêu bằng chú cho. Dạ, tôi mong muốn dâu tôi thì dâu hiền, còn rể thì rể thảo. Thế hôm nay là chú cảm nhận như thế nào, nhận xét như thế nào về cháu gái mà chương trình giới thiệu cho con trai mình? Thầy rất là đẹp đôi và rất là sừng đôi. Dạ. Mà không biết là cái năng một cái duyên. Dạ. Còn bây giờ sau này tùy hai đứa nữa. Rồi, rồi vậy cảm ơn những cái nhận xét của chú nha. Thì Cát Tường cũng làm tráng tròn cái trách nhiệm của mình thôi, là tạo cái cơ hội cho hai em nó gặp nhau. Còn cái chuyện mà có đi được với nhau hay không, có hẹn hò, có chọn nhau hay không, đó là chuyện của các bạn. Các bạn trẻ thì mình cũng nhiều khi cũng không có quyết định thay các bạn đó được, không xen vào được. Thì trước mắt là Tường xin cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình. Chúc cho chú cũng là năm mới được nhiều sức khỏe, mọi sự được bình an. Chúc cho gia đình luôn luôn là đầm ấm và vui vẻ. Cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn chức. Dạ, cảm ơn chú. Quyết định bấm nút hẹn hò hay không thì Tường vẫn dành cho hai bạn một cái cơ hội đến với chương trình. Đó là cái cơ hội để thử cảm xúc. 30 giây dành cho hai bạn, mời bạn trai bước qua. Xin phép mời bạn gái đứng lên và nắm tay nhau. Hai người nhìn nhau 30 giây. Mình còn muốn nói điều gì nữa với nhau thì mình nói luôn, rồi mình về chỗ mình mới quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi, mời em trai. Dạ. 30 giây nhìn thẳng vào nhau nha. Mình muốn nói gì nữa thì nói, đây là cơ hội đó, cơ hội cuối cùng cho hai bạn. Dạ, anh xin phép bấm em. Hiện tại là ở Sài Gòn này rất là nhiều người mà anh và em có cơ hội để gặp nhau. Mong rằng cả hai có thể mở lòng để mà tìm hiểu nhau, và nếu được thì có thể tiến tới những điều xa hơn trong tương lai. Cười với em rồi đó nha. Rồi ở dưới ba vỗ tay kìa, mời hai bạn đứng lên. Rồi bây giờ qua đây nắm tay thật sự nè. Vậy là cái Tết này vui rồi đó. Còn vui được bao lâu là ăn thua hai bạn nha. Nhưng ít ra là ngày hôm nay là ngày cuối năm, nắm tay đi. Chị Tường cũng đã mai mối được cho hai bạn. Ít nhất là cái năm mới này, cái Tết này là hai bạn phải thật là vui vẻ bên nhau. Đó là những cái khoảnh khắc rất là tươi đẹp của tuổi trẻ, được chưa? Dạ, dạ hứa. Rồi bây giờ hai bạn chúng em múa dài đường cho anh coi, anh nể em nha. Để không sao đâu. Rồi chấm đàn gái dễ thương, thông minh, hài hước. Được anh rồi. Được. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân từ nhỏ đến lớn. Rồi, bạn thân từ nhỏ tới lớn luôn hả? Dạ. Rồi nói đi em, được rồi em. Nói đi, không cần mở. Rồi, hết pin luôn. Em alo, alo giùm anh đi. Alo. Đó rồi, nói. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam, chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Duyên, là bạn sát nhà với A Loan luôn, là bạn chơi thân từ nhỏ tới giờ luôn. Em có nhận xét về bạn thân của em á, là bạn là một người rất là thật thà, phải nói là cực kỳ thật thà luôn, rất là vui tính. Nếu như mà bạn Nam quen được một người mà thật thà, vui tính và biết quan tâm chia sẻ giống như bạn Loan á, thì phải nói là bạn là một người rất là có phước khi mà quen được một người á mà rất là thấu hiểu luôn. Tất cả mọi chuyện đều có thể tâm sự với Loan, tại vì Loan sẽ là người giải thích cho các bạn một cách là tận tâm nhất, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè bất cứ trường hợp nào khi mà bạn cần luôn. Dạ. Thì em còn thấy là bạn Loan á thì là nấu ăn rất là ngon, biết chăm sóc gia đình, quan tâm tới ba mẹ và rất là hiếu thảo luôn. Về phía bạn Nam này á, thì em thấy bạn Nam này là theo cái nhìn chung tổng thể và theo cái tâm tưởng của Loan á, thì bạn này là rất là hợp với Loan luôn.
Tại vì nhìn cái phong thái, rồi nhìn cách nói chuyện, rồi nhìn lúc mà bạn bước vào á, thì em thấy bạn có cầm thêm một cái món quà để tặng Loan. Và Loan rất là thích cái này. Nó giống Loan hả? Dạ, giống luôn. Dạ em xin hứa nè. Thôi cảm ơn bạn. Dễ thương quá. Dễ thương thiệt là cầm đẹp. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ, em gái cùng bà chị của em. Rồi cho chụp mẹ. Chào cô. Minh, chào Cát Tường. Dạ. Chào các khán giả ở trường quay. Chào gái cô ca, gái bên đây. Cô là mẹ của Đạt. Đạt thì nhà rất hiền, sống có tình cảm, rất là nhát gái. Hôm nay đến trường quay cũng mong cho Đạt tìm được một nửa của mình. Cô gái bên đây cũng đẹp và hiền, cũng dễ thương, biết nấu ăn đồ. Cô thì cũng muốn kiếm được một con dâu ngoan hiền lễ phép, biết lo cho chồng con và lo cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng mà duyên hay không thì tùy hai đứa, mong hai đứa cho nhau cơ hội. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Loan ơi, Loan. Dạ. Loan ơi. Dạ. Em cũng đừng yên tâm, đừng lo lắng gì, bởi vì mẹ của Đạt thì cũng nhỏ con ha, cũng hợp với em lắm á. Mà mẹ Đạt cũng hiền, dễ thương nữa. Cũng đừng có sợ gì. Làm dâu được không Loan? Dạ được. Được ha. Dạ. Thấy mẹ hiền rồi, ba đó hả? Ba Đạt á hả? Sao chú thấy sao chú, con dâu tương lai mình được không? Chú nói vậy câu đi chú. Nhìn chú hiền quá. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Thì nói chung thì hai đứa tụi nó nếu mà thương nhau có duyên á thì tới với nhau. Thì thấy cháu gái bên đây nó cũng dễ thương. Thì cũng do đài truyền hình này thì xe duyên thì tôi cũng cảm ơn, xin hết. Dạ cho em xin ý kiến của chị của em. Ý kiến của ai? Chị của em. Chị hả? Dạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào toàn thể cả nhà mình trong hội trường ngày hôm nay. Thì qua chương trình thì em thấy bé em dễ thương, cũng thấy hiền lành. Nên chương trình có thể cho hai đứa là tạo điều kiện, nếu mà hai đứa nó hợp với nhau thì cùng nhau tiến tới. Em xin nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Có món quà tặng em. Trời ơi. Em hiện đang làm việc ở đâu? Em làm quận 10 anh. À quận 10. Dạ. Anh đã làm và hiện tại anh cũng sống quận 9. Quận 9 ở đâu? Quận 9 ở trên đường xa lộ Hà Nội em. Thôi bỏ đi, em không biết. Em có ra em biết đường đi làm, chỉ đi nhẹ nhàng thôi. Em thì nấu ăn giỏi hả? Dạ, nấu gì cũng được, cây thì nấu kiểu cây, nấu chung nấu kiểu gì em chơi kiểu đấy. À, là dạ. Đủ mùi hương vị, hương sắc hương vị trong dạ. Nấu ăn gì? Dạ, do cái hồi ở làm y tế học đường á, em cũng học lớp làm bánh như nấu ăn á, nên cũng biết chút chút. À. Anh thấy gì đây không? Cái gì? Đều xong bằng tay rồi. Em đi làm giờ hành chấm hay sao? Dạ em xoay ca. À xoay ca dạ. Còn anh đi làm từ như nào tới như nào? Anh thì hiện tại thì anh đang làm ca. Nhưng mà vài bữa nữa anh chuyển vị trí, anh sẽ đi làm hành chánh. À. Lúc nãy anh có nói ở Long An hả? Đúng rồi, quê anh ở Long An, quê gốc ở Long An. Mà anh lên đây cũng lâu rồi. Gia đình chuyển lên Sài Gòn sống từ năm anh lớp 3 tới bây giờ. Dạ, vậy nếu anh biết đường thì anh chỉ em dưới cho em biết đường. Em dở địa lý lắm. Em nói khó nghe của anh nghe rõ lắm. Nó chậm thôi, nó chậm thôi. Dạ, nhưng em nói bình thường mà em nhạo lắm. Sao? Nếu em nói bình thường á, em giọng nó nhạo lắm.
Thì em nhảo thử anh nghe thử xem nào. Ôi trời, em cũng không biết nữa. Ở nhà anh đông anh chị em không? Anh có một đứa em gái nữa đang học lớp 10, à, em gái ruột. Em gái ruột lớp 10 hả? Dạ. Chắc cao lắm anh ha. Cao, à, nó dạ. Cao, nó ngồi. Dạ. Đừng có nói chuyện cao lùng gì đấy. Vô chuyện tình cảm đi. Dạ, trước giờ anh có mối tình lần nào chưa? Anh thì hồi nãy anh cũng đã chia sẻ rồi đó. Anh đó. 25 mùa lúa trổ nhưng mà chưa từng nắm cổ tay ai. Anh có thân với bạn gái đâu không? Thân á hả? Dạ. Thân thì có. Bạn thân. Nhưng mà cái mức tình cảm nó chỉ nằm ở đó thôi. Nhưng mà không có lên được nữa. Thì anh cũng hồi trước cũng có thích đơn phương một cái bạn gái. Nhưng mà bạn đó lại có người yêu rồi. Nhưng mà sau thời gian đó thì anh vẫn còn thích bạn đó. Thì bạn đó mới người yêu, giữa người yêu và với bạn đó có chia tay. Thì anh thổ lộ tình cảm của mình nhưng mà không có đúng thời điểm, nên là cũng chỉ là mất tình bạn ở đó thôi, không có hơn được nữa. Dạ, anh cũng chắc chắn như em luôn. Dạ, dạ em trước chắc em chắc. Cũng chưa có mối tình nào, nhưng mà có chơi thân với một bạn trai hồi ở sinh viên á. Thì tụi em ăn chung, học chung, làm chung, tắm biển chung, chỉ có không ngủ chung thôi. Giờ mỗi đứa cũng nói chung là không chung đường. Nghĩa là giờ bạn đi về quê bạn, còn em về quê em chỉ có thân vậy thôi. Còn hiện tại thì nói chung là em cũng không tiếp xúc với con trai nhiều. À. Nên em cũng có rành về con trai lắm, nhưng mà về bệnh lý thì em rành. Rồi coi ảnh có bệnh gì không? Dạ. Dòm cái vòng coi bệnh gì không? Em có chỉ tay thì em mới biết. Em có thể thoải mái. Đó em qua đi, em bắt tay coi ảnh có bị bệnh gì không? Bác sĩ phải... Đi bác sĩ phải qua khám bệnh cho bệnh nhân chứ. Phải chủ động lên chứ. Đúng rồi. Anh rung dữ. Chắc nó loạn nhịp rồi không ra quá. Dạ, sao? Dạ anh rung quá chưa gì ta cái rối loạn thần kinh thực vật rồi á. Rung quá. Dạ chắc em cũng rung luôn rồi anh, mà giờ em chuyển anh qua thực vật luôn rồi chứ. Nhưng mà rối loạn thần kinh thực vật là sao? Là rối loạn thần kinh tim á, mình cái tim đập hồi hộp á. Ta vậy mà chuyển qua rồi. Dạ em thấy anh chắc cũng đúng là từng trải qua một cái cá tình đơn phương thì em có thấy. Ồ, thấy được luôn hả? Dạ. Hay vậy ta. Dạ, em biết coi bói. Dạ. Nhiều chiêu như vậy coi bói mà phải thủ tỏi nữa là sao? Mình phải bói thôi, hôm đó mình có bị gì không mà được rồi, đâu cần thủ tỏi theo chi đâu em. Em bói được em trúng số luôn. Rồi, hẹn hò thế nào? Hai bạn tính hẹn hò sao? Hẹn hò thì em bạn đi làm hành chánh hả? Dạ xoay ca thì nếu như mà thời gian đầu rảnh thì mình xoay là được thôi anh. Xoay chị nếu mà thì nếu có thời gian thì được thì còn 2-3 lần gì đó mình có thể đi ăn uống nghe nhạc xem phim gì đó. Dạ em thích xem phim, còn nếu ăn uống thì em chỉ thích quán buổi hè chứ em không thích nhà hàng. Dạ. Thích ăn vỉa hè thôi là dạ, vậy nó vui. Anh có gì không hỏi em không? Em thì quê ở xa vậy, trong đây em có người thân nào hay không? Dạ có bạn bè bạn thân của em, do em cũng muốn đi tự lập á cho nên em vào đây. Còn nếu chứ thường em vừa quê thì hay là hè hoặc là Tết lâu như vậy. Dạ. Về thôi cho anh dễ hiểu. Với lại á, nếu như mà mình cho nhau cơ hội á, nếu như xe này được á, anh có quan trọng chuyện con cái không? Thì tất nhiên là lập gia đình thì phải có con là mới là cái tổ ấm chứ, nếu mà có đứa nít nó mới vui chứ. Dạ dạ em chiều cao không có cho nên em xác định em sẽ sinh mổ và tối đa chỉ 2 đứa thôi. Dạ anh có quan trọng chuyện đó không? Cái đó thì dễ thôi, nuôi 1-2 đứa con, một đứa con đâu phải chuyện dễ đâu em, nên là 2 đứa là vừa rồi, nuôi sao cho nó đàng hoàng nhất là có thể chứ giờ nhiều quá thì nuôi nó không được như bạn bè này kia nội tội nghiệp cho nó. Quản lý kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Quản lý kinh tế thì ai cũng được, mà nói chung là em nghĩ là em cũng biết cách quản lý kinh tế nên là hai đứa có thể thỏa thuận thương lượng được.
nếu như thương lượng á, mỗi người một ít mình làm gì đó, còn một ít thì em tính á, là cả hai góp lại, một ít là dành cho bên phía chồng, còn một ít là dành cho phía vợ để dưỡng già. Còn cái khoản còn lại thì mình sẽ cố gắng để mình chi trả sinh hoạt và mọi thứ. Em kinh tế em là em nghĩ như vậy. Còn nếu như mà bên phía con trai mà giữ tiền không thì em không thích. Nói chung thì anh thấy thì phụ nữ thì hồi nào giờ là kim chỉ, nên là phụ nữ giữ tiền thì lúc nào cũng tốt hơn. Nhưng mẹ anh là người thu giữ tiền bạc rồi chi phí các kiểu trong gia đình thì tốt, nên là anh nghĩ người phụ nữ lúc nào cũng vậy. Còn rồi bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt đối phương đi, mình còn 15 giây nữa thôi nha. Mỗi người hãy nói lên cảm xúc thật sự của mình bây giờ như thế nào, mình cảm nhận như thế nào về đối phương, mình thấy trong lòng mình như thế nào, mình nói em cảm nhận như thế nào em nói trước. Thấy anh giống người mà em tìm. Anh thấy em sao? Cho em không có cao 1m82 đâu. Chiều cao cũng không quan trọng lắm, mẹ anh cũng không có cao lắm. Chắc mẹ anh cao hơn em. Dạ. Nên là về vấn đề chiều cao không quan trọng, anh chủ yếu là biết hiểu nhau là được. Rồi, hết thời gian. Nào, để tay vào nút bấm đi các bạn. Tay vào nút bấm bên này. Thời gian nói chuyện cũng khá dài. Và chúng ta cũng đã có thể có một cảm giác về nhau. Đã lại. Tắt ấy đi. Tắt đi. Chưa để chị đếm nữa nha. Nãy là thử cái thôi. Chưa. Rồi ok, chưa. Ok. Rồi. Bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha, đặt tay vào nút bấm và sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là hẹn hò, yêu đương để tiến tới hôn nhân. À, nếu chúng ta rung động thì chúng ta mới bấm, còn nếu chúng ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. Nha, bấm đó mình sẽ trao cho đối phương cái duyên của mình ngày hôm nay với sự chứng kiến của rất nhiều người. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Anh xin lỗi nha, em nghĩ là mình chưa có duyên với nhau. Hôm nay em sẽ tìm được người. Dạ. Tốt với em. Sao bạn nghĩ gì mà bạn không bấm? Dạ tại vì em chưa có rung động thật sự, nên là nếu mà mình bấm thì mình sẽ có trách nhiệm với lại cái nút bấm đó. Chính xác. Dạ, nên là bấm thì mình gọi là không sống thật với con tim của mình. Dạ. Em gái có buồn không, em nghĩ như thế nào? Dạ thì không quen thì làm bạn. Không quen thì làm bạn ha. Dạ. Hãy lạc quan lên, biết đâu sẽ có nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình và sẽ bấm nút chọn bạn nhé. Rồi, rất là dễ thương, em gái rất là dễ thương. Dạ. Một cô gái rất là thông minh, lém lĩnh, hài hước, năng động nữa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương, một nửa manh ghép trong cuộc đời mình nha. Nhưng không sao, hôm nay ta có thêm một người bạn, có thêm một món quà rất là xinh xinh, dễ thương ha. Dạ. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn. Dạ. Rồi. Có hơi buồn một tí, nhưng mà bây giờ trái tim mình chưa rung động nên mình không bấm thôi. Mình phải tôn trọng những người tham gia.